Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của bạn nha, bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là SC Chan. Anh chia tổng giải thưởng là 200.000 USDT tốc càng SC Chan nè các bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn ở link mô tả dưới video mà đúng không các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn điền địa chỉ email của bạn vào. Con này chạy trên nền tảng Polygon Matic, một cái mạng khá là hot nha các bạn. Tiếp tục follow từ Twitter và retweet cho tăng 5 người bạn vào nè. Rồi trên tờ Twitter là bạn like nè, các bạn trình diện như tờ Twitter nè. Các bạn tăng 5 người bạn mình vào các bạn. Rồi tờ Twitter lên nè. Sau đó các bạn nhấp vào đây các bạn follow luôn các bạn. Rồi bạn bắt đập lại liên phong nè. Rồi tiếp tục các bạn join vào kênh Telegram group nữa nè. Rồi các bạn bắt đập lại tiếp tục join tiếp kênh Zalo nè. Rồi tiếp tục các bạn để thông tin hơn nha bạn. Rồi play submit link retweet link here retweet link bot thì các bạn mở từ Twitter của tất cả các bạn gan các bạn. Các bạn nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ này, nhấp vào ba cạnh cùng này, nhấp vào chia sẻ này. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi lên cho bot này. Ê, gửi vào liên phong cho lộn bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì bạn mở username Telegram của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhập vào anh cùng nhập vào setting. Các bạn copy username Telegram mình cho này nữa bạn. Cộng anh 5 số 2. Rồi tiếp tục dưới đây cũng vậy luôn các bạn. Các bạn gì copy đây nè. Sao chép dán gì đây nè. Rồi tiếp tục các bạn dùng địa chỉ mạng Polygon Matic, các bạn có thể dùng địa chỉ ETH trên ví MetaMask các bạn. Mình đã có video hướng dẫn các bạn tích hợp mạng Polygon Matic này rất là nhiều lần luôn các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm nút nhận nè các bạn. Rồi các bạn gửi dán vào đây. Rồi các bạn ghép file này là các bạn ghép username Telegram của tất cả các bạn điền giúp mình ở cộng anh 5 số 2 vào đây link mô tả đó các bạn. Các bạn mong gỡ là xong rồi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 200.000 USDT tất cần AC. Video kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.